Rồi mình cũng hello mọi người nha. Bữa nay đi kiếm cá mọi người. Mấy bữa nay ông trời ông bảo mưa nước quá cho nước lên luôn người. Nước bây giờ trên ruộng là ngập bờ hết trơn, lúa tầm khoảng ba mấy 40 ngày hôm nay quá trời nước rồi. Nước quá trời nước luôn. Nước này thì khai chỉ vô mọi người. Nguyên cánh đồng không ai bơm nước hết trơn, không ai bơm hết trơn thì đợi con nước gồng gồng đang khai ra. Dùng mình thì nước mưa nước nó lên nó lâu gút lắm, chứ không phải như gần mấy sông lớn đâu. Mưa nước bữa nay trong gieo à, trời tép quá trời tép, trời mới để cái tép nhảy trắng hết trơn. Rồi nhân dịp năm mới mình cũng chúc mọi người một năm mới dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý. Mọi công việc của mọi người thì luôn luôn làm ăn suôn sẻ. Rồi ngày mới mình cũng chúc mọi người một ngày mới vui tươi và tràn đầy niềm vui. Mọi công việc đều luôn luôn thuận lợi nha. Cảnh sao này cũng đang bơm nước ra mọi người, dạt đất lung á, bơm cũng mấy ngày đó mà dư hơi giật giật à. Quá trời tép. Cá rô mini. Ồ, cá tặng. Bữa nay nước trong quá trời trong luôn. Ồ, cái tặng bự bự không à. Trời. Mới cái tặng này về làm khô ăn Tết mọi người. Cá gì nó chầm chầm tim. Wow. Ô, cá lóc. Nước lên này không ra không đi và đi lại là cá nhóc luôn á mọi người. Trời, nó chạy ngoài thứ rồi. Ủa đi đâu chè. Đâu. Ôi ôi trời, không biết cá. Trời, quá trời. Ôi.
cái gì hết dính. Dính là gì rồi? Chưa thấy nó nữa mọi người. Không biết con cá gì đây. Không đụng ta. Vô đây thì đừng cùng rồi. Không biết bự nhỏ đây. Cái gì không đụng ta. Ôi đâu rồi. Thấy. Ủa cá lóc. Cá lóc rồi. Đây. Rồi luôn, đây rồi. Quá trời lục bình. Wow. Cá lóc mọi người. Thấy con trọng nó lên ngay cái gì này. Trong đại giác không được rồi. Wow. Đây mọi người. Cá cắm này được bự không? Wow, dính luôn rồi. Cá cắm này này. Trời mưa mưa nó vô mé, sát mé không? Ủa, trời ơi, vô cái kẹt này khó ra quá. Cá bự bự không? Cá nhỏ mưa lên ruộng hết á gì? Thank you.
quạ 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 cọ cọ tị quật quật gầu luôn. Trời ơi trời ơi, hết chào, hết chào lên dữ lên. Còn không đây? Cá lá này sâu. Ê, ngon lành trên đây mọi người. Đây. Quá đã. Chào lên đá gì đó. Biết không được tức. Chào gì đó giấc mày đã. Cá bự bự không à? Rồi rồi rồi. Ủa sắc lát. Bây giờ mình thả trong hồ cũng bộn sắc lát không? Vớt đã số gì mình thả không? Thả không hồn. Nước trong nặng cá lên cầu đã đẹp. Mới chậm đấy. Wow, trời ơi. Bá luôn. Thiệt mà nó lên chậm lắm mọi người. Cái con chậm 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 tim là nhấp là thì cá lóc như cái chê. Cá bên này bự bự không nè. Quá trời đất chưa nắng. Này không thấy cá lóc nhỏ luôn.
Wow, cá lóc. Trong trong này dễ thấy. Wow, cá lóc, cá lóc. Khúc này cũng trống nè. Ôi, chọn cá lóc hết rồi. Vô mánh. Wow. Ủa, cái gô. Cái cục lục bình này chen chen như có cá. Chú ăn. Cho nó lên tim miếng cá à, cá gì đó.
Rồi đi vô mọi người ơi. Nhiều đây cũng đủ ăn à. Tay được nhiêu nè mọi người? Đây, cái lóc bự bự không. Nãy nó phóng cũng còn hai con luôn rồi. Phóng. Đây nè. Cái này được mấy con nhỏ nhỏ. Và đúng phóng nha. Quá ngon, quá ngon. Như đây sẽ khô tết nhậu rồi. Cái này sẽ khô ngon. Cá cả cỡ không nè. Còn thắt lát này, lên thả ăn hồ. Còn ngấm của tổ vậy. Phóng đi, phóng đi, phóng đi, phóng đi. Ôi. Rồi. Xuống sông tiêu vậy. Trời ơi, rồi, tiêu không có mày. Phóng tiêu coi mọi người, uống không? Rồi, video mình cũng xin kết thúc mọi người. Để xúc lên để họ phóng hết à. Bye bye mọi người nha.